Dạ, em chào anh chị mến yêu của em. Dạ, bữa chiều hôm nay trời nó mát mát, em đi quay cây cối ở trong giai đoạn 2 cho anh chị mình coi chơi nha. Đó, mấy chị đang làm, đang trồng bông á anh chị. Ở đây cũng có cây sạp to lắm à. Mình đi review cho anh chị mình. Bên đây trồng rất là nhiều cây, cây thốt nốt. Đó, hàng này là hàng cây thốt nốt nè anh chị. Bông này là bông chiều tím, buổi chiều nó tím, buổi chiều nó hết bông. Buổi sáng thì tầm 1 giờ sáng dậy, 1 giờ sáng dậy làm bông tới 7 giờ sáng, buổi chiều cái nó hấp lại. Cái bông này nở buổi sáng đẹp lắm anh chị. Đó, để em đi vô luôn. Ở đây thì cũng có mấy chị đang găm cái hàng cây chiều tím cho cây sợp cổ thụ của đường D5 với đường Đại Lộ Thiên Trường. Ở đây có dãy nền đẹp quá trời luôn ta. 6-20. Nói chung cảnh ở đây bữa nay trời nó mát nên nhìn nó bình yên lắm anh chị. Cái bông chiều tím này trồng trên cát. Buổi sáng nở bông đẹp lắm. À, anh chị thấy ghê không anh chị, với cây cục điện cũng có bông nữa nè. Rồi, ở trong kia là giai đoạn 2, em chạy vô giai đoạn 2 luôn. Anh chị đợi em xíu, bữa nay trời mát quá cũng có thời gian, chứ ba cam hoài buồn lắm anh chị, nói thiệt. Nếu mình đi thực tế rồi mình cho anh chị mình ngắm cái vàng cây sợp cổ thụ, nè bên đây có cây kiền hồng to lắm nè anh chị, kiền hồng, cây phượng, rồi long não. Quá trời luôn đó. Đây đường Đại Lộ Thiên Trường, nó liền giai đoạn 2. Đây là vàng cây sợp cổ thụ, đến từ quê hương của hai chú voi Cao Nguyên và làng đem xuống anh chị. Thấy dự án mình đẹp quá, tặng cho phai tài rất là nhiều. Mà hiện tại thì chưa có chỗ để trồng. Cây này chắc khoảng 3 người ôm mới hết nè. Hôm giờ trời mưa nên cây nó ra lá quá trời luôn. Nhìn như một cái rừng anh chị. Đi tiếp anh chị. Giờ cho anh chị mình coi mấy con gà sao luôn. Chị nghe tiếng gà sao kêu nghe đã không anh chị? Mát mấy cây xương này như sẩy hình mái vòm. Ủa, gà sao lắm vậy, hổm nhiều lắm.
ăn bớt rồi, giờ còn cũng khoảng hai mấy con. Giờ sau kia đi qua vườn đà điểu ha, cho coi luôn. Đà điểu. Rồi, biểu diễn rồi. Đà điểu không thấy trứng anh chị. Trứng ai bợ rồi. Túp liều ton. Căn xếp hao ven xong. Bên đây cũng có nguyên cái hàng cây liêm sẹt nè anh chị. Nhiều lắm. Em chạy vô đây cho anh chị mình coi cái hàng cây cây giáng xưa. Cây giáng xưa anh chị. Bên kia thì mình cũng có cái con kênh tự nhiên. Trong kênh này đi ra và bàm cỏ này, con sông này sông Kỳ Yên. Trong này người ta cũng đi chèo xuồng rồi ta đi vòng vòng trong đây cũng nhiều lắm anh chị. Đó, mình chỗ này dành cho anh chị mình yêu thiên nhiên. Chung cây cối ở trong đây nhiều lắm anh chị. Hôm dự án này phải nói là mình chuyên về cây cảnh, chung cây lấy bóng mát rồi cây làm cảnh quan, nhiều bông nhiều hoa. Nói dàn cây có cây Osaka nè anh chị, cây Osaka bông đỏ nhiều lắm anh chị, quá trời luôn nè. Về nè, kèn hồng rồi móng bò nữa. Cái Osaka đỏ về nhiều quá chị. Chuông vàng cũng nhiều nè. Cây phúc rồi này nọ. Đó thì ở đây mấy anh đang xây lán trại để chăm sóc mấy vườn cây cảnh. Nên mốt thì có mình triển khai hạ tầng rồi mình lấy ra một chồng thôi. Cây lớn lên để vô là đẹp luôn anh chị.